Như đã hứa ở clip trước thì Sen sẽ giới thiệu cho các bạn một quán nướng ở một cái hẻm nướng ở đường Bà Hà, đúng theo kiểu ngon bổ rẻ luôn. Đường đi tới quán thì như thế này, ngay đoạn ngã tư bán hai cái thành thái thì các bạn cứ đi qua cầu vượt luôn, hướng về quận 6 á. Và vừa qua xong thì các bạn sẽ gặp một đoạn đèn xanh đèn đỏ, các bạn quẹo trái vào đường Ngô Quyền. Vừa qua ngã tư đầu tiên thì các bạn sẽ để ý bên tay phải có một cái hẻm nhỏ, các bạn cứ quẹo vào và tới nơi. Nếu các bạn muốn biết cái địa chỉ chính xác thì nó là 629B Bà Hà, phường 6, quận 10. Quán thì có những cái món như sau: chân gà thì 5.000 một chân, bạch tuộc 20.100g, vú heo 28.100g, ba rọi thì 18.100g, mè 18.100g, bắp thì 5.000 một dĩa, bia can ở đây là một lon 20.000. Ở đây khi nói tới gọi, khi mà các bạn tới và gọi món xong á thì các bạn sẽ phải chờ cho cái chú này mồi than cho các bạn. Về chất lượng thì không cần phải bàn, thuộc loại ngon, tại vì cá nhân Gen thì rất là dễ ăn. Sẽ hy vọng clip này sẽ giúp ích các bạn phần nào về cái nhu cầu ăn những cái món nướng.